Đại diện cơ quan công an quận Thanh Xuân đã trao thưởng nóng cho hai người dân trên địa bàn phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã có tinh thần dũng cảm, phối hợp cùng với lực lượng công an phường truy bắt đối tượng trong vụ chiếm đoạt tài sản xảy ra tối ngày 27 tháng 8 vừa qua. Ngay sau khi đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và bị người dân chi hô, hai thanh niên này đã nhanh chóng đuổi theo cùng lực lượng tuần tra phường khống chế và bắt giữ đối tượng ngay tại chỗ. Đây không phải là lần đầu tiên công an quận Thanh Xuân kịp thời trao thưởng, động viên và khích lệ tinh thần dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn. Trước đó, nhiều vụ việc trộm cắp, cướp giật và chiếm đoạt tài sản cũng đã được người dân trên địa bàn phối hợp cùng cơ quan chức năng đấu tranh truy bắt tội phạm. Điều này minh chứng cho tinh thần dũng cảm của nhiều người dân sẵn sàng phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo và giữ gìn an ninh trật tự xã hội.